Khu vực Tây Nguyên thường xuyên có dông lốc, mưa đá bất thường, nhưng người dân không được cảnh báo sớm nên thiệt hại thường rất lớn. Tuy nhiên, điều này sẽ được thay đổi trong thời gian tới khi mà khu vực này lần đầu tiên được lắp đặt một trạm radar thời tiết hiện đại. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, trạm radar thời tiết đầu tiên của Tây Nguyên được đặt tại Pleiku và đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Đây là công trình hiện đại đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng Việt Nam, Phần Lan. Trạm có nhiệm vụ quan trắc, theo dõi, phân tích dữ liệu từ radar để có thể đưa ra dự báo thời tiết 15 đến 20 phút. Trạm đi vào hoạt động sẽ dễ dàng phát hiện các đám mây đối lưu và có thể đưa ra các dự báo về mưa dông trong thời gian ngắn. Đường kính quét rộng 300 đến 400 km, khắc phục được các khó khăn về công tác dự báo, cảnh báo thời tiết ở Tây Nguyên. Đặc biệt hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu từ các hiện tượng thời tiết cực đoan trong nông nghiệp và đời sống hàng ngày.